Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía đông bắc bộ khác đã quay trở lại trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Bầu trời âm u kéo dài cả ngày, lặp lại tình trạng ấm, ẩm và mưa phùn. Nguyên nhân gây ra kiểu thời tiết này là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông ra phía biển, với đới gió đông nam ẩm phát triển. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ vẫn xuất hiện tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và cả hiện tượng sương mù trộn lẫn. Sang đến trưa chiều thì trời vẫn duy trì nhiều mây ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, với nền nhiệt cao nhất ngày tăng lên mức từ 24-26 độ. Với các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ, không nằm trong vùng tác động của đới gió đông nam ẩm, vì thế mà nhiệt độ cao từ 26-29 độ, cục bộ có nơi trên 30 độ. Với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị là vùng trong sáng ngày hôm nay cũng có mây nhiều và sương mù xuất hiện. Nhưng sang tới trưa chiều, cùng với sự suy yếu thêm của khối không khí lạnh, miền Trung dự báo sẽ có nắng. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận trời có nắng sớm, nên nhiệt độ là từ 28-31 độ. Còn khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa có nắng muộn hơn và cường độ nắng yếu, nên nhiệt độ chỉ dao động ở ngưỡng từ 24-27 độ. Ở phía Nam, sau những ngày xuất hiện mưa dông trái mùa thì từ ngày hôm nay, mưa sẽ chấm dứt. Cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có nắng mạnh trở lại. Trong 24 giờ tới, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh. Do vậy, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Đông và một số tỉnh miền Tây. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 32-36 độ. Từ ngày 27 tháng 3, nắng nóng giảm dần và thu hẹp phạm vi hoạt động. Vào thời điểm cuối ngày, mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện tại một số khu vực, nhưng diện mưa tương đối hẹp, lượng mưa không nhiều và chỉ mưa trong thời gian ngắn. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sương khô Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Khu vực Tây Bắc là từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, phía nam có nơi trên 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Nam Bộ, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.